Bác sĩ Phong, UST Hải Phòng xin kính chào tất cả các cô chú, các anh chị và các bạn trên Facebook của Nguyễn Trung Phong và fanpage Bác sĩ Phong UST Hải Phòng. Chúc tất cả các cô chú, các anh chị có một buổi chiều thật nhiều niềm vui, thật nhiều năng lượng để cùng nhau đi sắm Tết 2023. Và hôm nay, buổi chiều ngày hôm nay, bác sĩ Phong lại lên livestream, xin phép được giao lưu cùng với tất cả các cô chú, các anh chị trong một chủ đề để chuẩn bị đón chào năm mới. Các anh chị, năm mới đã đến rồi. Chúng ta hãy thay những cái áo mới, hãy thay những avatar mới, hãy thay những bông hoa mới trong ngôi nhà của mình. Và đặc biệt, hãy thay đổi những tư duy mới để các anh chị có thể trở nên giàu có hơn, thịnh vượng hơn. Bởi thay tư duy sẽ đổi cuộc đời, đúng không? Ngày hôm nay chúng ta cùng trang bị cho ngôi nhà của chúng ta những cành đào mới, những bông hoa mới, những avatar mới. Vì vậy, chiều nay chúng ta sẽ cùng nhau giao lưu, trao đổi. Nếu tất cả các cô chú, các anh chị đã đi mua sắm Tết xong rồi, chúng ta hãy cùng ngồi lại giao lưu với nhau trong ít phút để chúng ta có thể giao lưu, chia sẻ những cái kế hoạch, những cái dự định của các anh chị trong năm mới là như thế nào. Điều đầu quan trọng đó là các anh chị mong muốn có những kết quả mới trong năm 2023 với những cái thành công mới. Thì việc trước tiên chúng ta hãy đặt mục tiêu, hãy thay đổi những cái tư duy cũ của những năm trước đây, trở thành những tư duy mới, những tư duy của những người thành công. Và hôm nay, bác sĩ Phong xin phép được giao lưu buổi chiều ngày hôm nay với tất cả các cô chú, các anh chị trong một cái chủ đề là gì ạ? Thay đổi tư duy sẽ thay đổi cuộc đời. Hello Lan Ngọc, xin chào Lan Ngọc và xin chào Top Minh Niên. Top Minh Niên còn nghệ ở Nghệ An hay là về Đắk Lắk? Hôm nay đón Tết ở Nghệ An hay Đắk Lắk ạ? Và để trong khi chờ đợi tất cả các cô chú, các anh chị vào có thể giao lưu và tương tác trong buổi chiều ngày hôm nay, thì bác sĩ Phong sẽ cùng mở một bài nhạc Tết để chúng ta cùng nghe nhạc trong ít phút, đúng không ạ? Và chúng ta cùng có một cái không khí để mùa đón mùa xuân mới với những cái Tết ấm áp, yêu thương bên gia đình của mình ạ. Năm nay chị Liên đón Tết ở trên quê hương Bác Hồ à, Nghệ An đúng không ạ? À, năm nay anh chị có pháo không ạ? Có những ai nào ở nhà đã có pháo thì comment số 1 đi ạ. Và Tết này thì con gái bác sĩ Phong cũng đã được may những cái tà áo mới, những tà áo dài để đi có thể mặc để chơi Tết. Hello anh Huy Thiệp, chào anh Lưu Khải. Chúng ta cùng giao lưu với nhau ít phút trong buổi chiều ngày hôm nay. Pháo tay à? Hôm nay có pháo tay à? Hôm nay được phép đốt pháo mà. Hôm nay thì Phong cũng sau mấy ngày ở trên quê để ăn tất niên cùng với gia đình bên nội bên ngoại, thì trưa nay mới xuống Hải Phòng để dọn dẹp nhà cửa, để chuẩn bị một mâm lễ để chuẩn bị ngày mai chúng ta thắp hương tất niên và đón giao thừa. Sau đó thì sẽ cùng cả nhà để đi xem bắn pháo hoa. Và từ nhà Phong cho đến ra trung tâm nhà hát lớn thành phố Hải Phòng thì cỡ khoảng 500-700 mét, thì sẽ cùng cả nhà đi bộ ra bên trung tâm triển lãm, trung tâm nhà hát lớn để cùng xem bắn pháo hoa đêm giao thừa. Nếu các anh chị nào ở Hải Phòng hoặc ở gần Hải Phòng mà xuống Hải Phòng xem bắn pháo hoa thì chúng ta liên lạc để cùng nhau đi xem bắn pháo hoa nhé. Năm nay cũng định mua một chút pháo để lên trên mái nhà bắn pháo hoa. Thế nhưng con trai thì lại về quê ăn Tết với ông bà nội. Thế là còn có mấy hai vợ chồng và một cháu nhỏ nên sẽ quyết định đi xem bắn pháo hoa cùng với lại nhân dân thành phố. Nếu muốn thành công thì trước tiên hãy biết vỗ tay. Vâng, các anh chị hãy gửi những tràng pháo tay cho tất cả các cô chú, các anh chị vào giao lưu buổi chiều ngày hôm nay ạ. Top Minh Niên có nói gì ạ? Muốn thành công là phải biết vỗ tay. Mà vỗ tay càng nhiều thì sao ạ? Vỗ tay càng nhiều, vỗ tay càng to thì cái sợi đầu mút tây thần kinh ở các cánh tay của chúng ta sẽ được kích thích ạ. Và chúng ta thấy là càng vui vẻ hơn ạ. Hello Nguyễn Tý, cô Nguyễn Tý. Chào Phạm Trang nhá.
Trong khi chờ đợi ít phút, chúng ta cùng nghe một bài nhạc Tết để cho tới chúng ta cùng nhau đón Tết cho nó vui ạ. Vâng, bài nhạc Tết đã hết và bây giờ chúng ta sẽ cùng giao lưu với bác sĩ Phong UST Hải Phòng trong video chiều ngày hôm nay ạ. Và thưa các anh chị đã sắm Tết đến đâu rồi ạ? Nhà đã thay áo mới chưa ạ? Đã có thêm những cái cành đào mới, có những cây quất mới, có những cái dụng cụ mới để trang bị cho cái dịp Tết được là lung linh hơn, đúng không ạ? Và ngày hôm nay thì chúng ta cũng trao đổi với một cái chủ đề là gì ạ? Sau khi Tết đến, chúng ta cũng nên thay đổi những cái tư duy. Nguyễn Liên là sắm đủ Tết hết rồi đúng không ạ? Đúng rồi. Vậy sắm Tết cho ngôi nhà, đã làm mới cho ngôi nhà rồi. Có những anh chị còn gì ạ? Sơn lại mặt tiền của ngôi nhà. Cho nó gì ạ? Cho nó mới hơn, nó khang trang hơn, nó sạch đẹp hơn. Đó là một điều rất tốt, đúng không ạ? Tuy nhiên, để mà thành công, nếu như các cô, các chú, các anh chị trong năm 2022 chúng ta đã gặt hái được những thành công trong sự nghiệp, trong công việc cũng như trong gia đình mình, thì xin chúc mừng tất cả các cô chú, các anh chị và các bạn. Và chúng ta sẽ cùng tiếp tục phát huy những cái thành quả đó để cho năm 2023 chúng ta sẽ đón chào được nhiều cái điều may mắn hơn, nhiều cái thành công hơn nữa. Còn nếu các anh, cô, các chú, các anh chị vẫn theo một cách làm cũ và chưa hài lòng với những cái thành quả của mình đã đạt được, hoặc các anh chị mong muốn có những cái kết quả mới, những cái kết quả mà sẽ tươi đẹp hơn, thì chúng ta sẽ cùng phải thay đổi từ nội tâm bên trong, thay đổi cách làm, đúng không ạ? Và vì vậy chúng ta phải thay đổi cái tư duy, suy nghĩ về công việc. Nếu tất cả chúng ta gì ạ, vẫn là đang là những người đang còn phải đi làm công lãnh lương, đang vật lộn với lại công việc là sáng đi làm, tối về nhà, đúng không ạ? Hết tháng thì lĩnh lương, đầu tháng thì lại hết lương, thì các anh chị có thể gì ạ, gia tăng thêm một nguồn thu nhập nữa. Bây giờ với thời đại công nghệ thông tin này thì có rất nhiều cơ hội, thưa các anh chị. Có rất nhiều cơ hội để các anh chị có thể gia tăng thêm những cái nguồn thu nhập thông qua Internet, đúng không ạ? Nên nếu các anh chị mong muốn năm 2023 là những năm mà các anh chị có thể thay đổi được cái tương lai tài chính, làm cho gia đình mình trở lên tự do hơn, giàu có hơn, tốt đẹp hơn, thì các anh chị hãy cố gắng tìm hiểu thêm những cái kênh thu nhập bổ sung cho những cái thu nhập mà các anh chị đang có, để có thể gì ạ, cải thiện được cái tương lai tài chính của mình. Và đó chính là cái nội dung chúng ta giao lưu ngày hôm nay. Và thưa các anh chị năm 2023 các anh chị hãy đã kiếm tiền bằng cách nào ạ? Vâng, chào cô giáo Ngọc Định, chào bạn Bùi Hoàng Hà. Chúng ta làm cùng UST thành công thì những cái Tết vô cùng thú vị anh em ạ. Cảm ơn Top Minh Niên là một top thủ lĩnh trong tập đoàn UST, là một tập đoàn chuyên về công nghệ giao thông, và chúng tôi cũng đang là nhà đầu tư ở trong tập đoàn đó. Bác sĩ Phong thì ngoài công việc truyền thống là kinh doanh hệ thống nha khoa ra, thì cũng còn làm đối tác phát triển và đầu tư cùng với lại tập đoàn UST. Và tập đoàn này thì Phong biết đến từ năm 2018 và cũng luôn luôn đồng hành cùng với lại tập đoàn. Thì đến nay năm 2023 thì Phong nhận thấy đây là một cái năm bản nề, và sẽ có rất nhiều cái dự án thương mại của tập đoàn đã được ký kết trong năm 2022 và sẽ được triển khai xây dựng vào năm 2023. Vì vậy cũng rất là mong tất cả các cô chú, các anh chị, các bạn, nếu ai biết đến cái cơ hội này, ai đã từng nghe nói đến cơ hội này, thì các anh chị hãy nghiêm túc để kiểm tra lại, xem xét lại năm 2023 có thực sự là một cơ hội tốt để các anh chị có thể gia tăng thêm cái lượng cổ phần mà chúng ta đang sở hữu. Còn nếu các anh chị chưa có cổ phần của tập đoàn này thì hãy cố gắng nghiên cứu thật kỹ tập đoàn này, và nếu sau khi nghiên cứu rồi mà thấy rằng nó phù hợp với mình thì có thể quyết định trở thành cổ đông của tập đoàn bằng việc góp những cái phần tiền nhàn rỗi của chúng ta để đổi lại các anh chị được sở hữu cổ phần của tập đoàn này. Nếu như các anh chị sở hữu cổ phần của tập đoàn UST mà tập đoàn này kinh doanh phát triển trên quy mô toàn cầu, thì điều đó sẽ giúp cho các cô chú các anh chị trở nên giàu có và tự do thông qua việc các cô chú các anh chị nhận tiền cổ tức hàng năm thôi. Đó cũng là một điều rất lý tưởng, thưa các cô chú các anh chị, đúng không ạ? Còn nếu như tất cả các cô chú các anh chị đang có những công việc làm truyền thống gắn bó, gò bó về mặt thời gian, đúng không ạ, áp lực về mặt doanh số, đúng không ạ, mà lương thì cũng chỉ 5, 7, 10 triệu,
thì các anh chị có thể nghiên cứu đến một cơ hội là hợp tác với tập đoàn để có thể phát triển làm đối tác để phát triển dự án cùng với tập đoàn. Thì các anh chị sẽ có một cái công việc mới mà vô cùng là lý thú. Phong thì cũng đã tham gia làm đối tác với tập đoàn và Phong cũng rất yêu thích cái công việc này. Công việc này giúp cho Phong gì ạ? Tự do làm việc mọi lúc mọi nơi. Đúng không? Đấy là cái mà Phong thích nhất. Cái thứ hai là công việc này giúp Phong có thể giúp được nhiều các cô chú các anh chị hơn nữa để có thể biết đến và sở hữu cơ hội với tập đoàn này, và cũng là giúp nhiều người có thêm công ăn việc làm nữa để gia tăng thêm những cái nguồn thu nhập của mình. Đấy là những cái mà Phong rất là thích ở cái công việc với lại tập đoàn này. Hello Đặng Thanh. Vâng, chào anh Phạm Anh Dũng. Và đó chính là cái mà tư duy Phong đã thay đổi. Thì trước đây thì Phong cũng học về chuyên ngành răng hàm mặt, là một dân kỹ thuật thôi, không biết nhiều về tài chính, kinh doanh hay đầu tư gì cả. Nhưng khi mà mình thay đổi cái tư duy của mình đi, mình đọc sách nhiều hơn, mình tham gia các khóa học phát triển bản thân hơn, và mình thấy rằng ở ngoài kia có rất nhiều cách để giúp chúng ta có thể kiếm tiền một cách thuận tiện hơn, và có rất nhiều công việc nó rất là thú vị mà các anh chị cũng lên có thể xem xét. Nếu ai mong muốn thay đổi cái công việc, muốn có một cái công việc mà tự do, có nhiều thời gian dành cho những người thân yêu của mình, bên gia đình của mình, đúng không ạ, mà lại có thể kiếm được những cái khoản thu nhập không giới hạn tùy theo năng lực, sở trường của các cô chú, các anh chị và các bạn. Đặc biệt đây là một cái công việc trên Internet, các anh chị có thể làm bán thời gian, đúng không ạ? Các anh chị vẫn có thể đang tiếp tục làm công việc truyền thống của mình, nhưng mà có thể gì ạ? Sẽ phát triển thêm những công việc trên Internet để có thêm những cái nguồn thu nhập bổ sung vào cái nguồn thu nhập của mình. Nếu như các anh chị xây dựng được, khi nào các anh chị xây dựng được cái nguồn thu nhập thứ hai này mà nó cao hơn nguồn thu nhập thứ nhất, thì lúc đó các anh chị có thể nghiên cứu chuyển hẳn sang để tập trung vào cơ hội với phát triển đối tác với tập đoàn BT. Thì đó cũng là cái tư duy mà Phong đã thay đổi. Thì ngày xưa thì khi Phong không biết đến những cái cách đó, thì vẫn chỉ là một thuần một cái công việc là làm thuê ở bệnh viện. Thế sau đó thì có phát triển hơn là ra mở cái chuỗi phòng khám nha khoa tư nhân của mình. Đến nay thì Phong vẫn đang tiếp tục duy trì. Thế tuy nhiên là mình thấy rằng nếu như cái công việc đó mà mình muốn được kiếm được nhiều tiền hơn, thì mình phải bỏ rất nhiều thời gian công sức hơn nữa. Và khi càng về già, khi càng về có tuổi, thì cái việc mà mắt mờ, chân chậm, tay run, thì cái việc đó sẽ làm giảm cái khả năng kiếm tiền của mình đi. Vậy thì các anh chị sẽ phải phát triển một cái công việc nào mà càng về già anh chị làm càng lâu thì các anh chị lại càng kiếm được nhiều tiền, nhưng lại càng mất ít thời gian. Thì đó là cái công việc mà sẽ tăng trưởng theo thời gian. Thì với chương trình đối tác với UAT cũng là một chương trình rất hay, nếu các anh chị mong muốn tìm hiểu. Và các anh chị nghĩ rằng làm việc chăm chỉ có tốt không ạ? Theo các anh chị làm việc chăm chỉ có tốt không ạ? Và ai đã nhận được những cái lời khuyên là hãy đi học và làm việc thật chăm chỉ vào ạ? Hãy comment số 1 để bác sĩ Phong biết ạ. Và không biết Top Minh Niên, Top Expert Minh Niên không biết là đang ở Nghệ An mà đã đi sắm Tết xong chưa ạ? Nếu sắm Tết xong rồi có thể lên giao lưu với bác sĩ Phong và các cổ đông của UST, cũng như là các anh chị em bạn bè trên Facebook của Phong không ạ? Đúng rồi, làm việc chăm chỉ là rất tốt nhưng chưa đủ ạ. Đúng ạ, rất tốt nhưng chưa đủ ạ. Phải làm việc chăm chỉ và thông minh thưa anh chị. Nếu như chỉ làm việc chăm chỉ mà trở lên giàu có, đúng ạ, thì con trâu nó giàu hơn chúng ta rất nhiều. Bởi con trâu nó làm việc chăm chỉ, nó làm việc rất là nặng nhọc hơn chúng ta, nhưng nó cũng không có giàu hơn chúng ta được. Có rất nhiều người làm việc cả đời cũng rất chăm chỉ thưa anh chị, nhưng mà cuối đời thì cũng không trở lên giàu có được. Bởi vì họ chưa có biết cái vế thứ hai. Đó là gì ạ? Làm việc chăm chỉ thôi rất tốt, nhưng phải kèm theo với sự thông minh nữa. Nếu chúng ta chỉ chăm chỉ làm việc bằng chân tay thì chúng ta sẽ bận cả đầu óc luôn. Nhưng nếu các anh chị làm việc chăm chỉ bằng đầu óc thì cái chân tay của anh chị sẽ được nhàn hơn, thậm chí là rất rảnh, đúng không ạ? Vậy thì hãy tập trung làm việc bằng cái đầu, đúng không ạ? Làm việc bằng cái đầu. Cái đầu làm việc chăm chỉ thì cái chân tay nó sẽ nhàn hơn, đúng không ạ?
Và đó chính là cái mà Phong cũng đã học được từ các cuốn sách Bí mật tư duy triệu phú. Thì để mà các anh chị làm việc được bằng cái đầu, thông minh và chăm chỉ bằng cái đầu, thì các anh chị phải có tư duy tốt. Và đặc biệt là trong công cuộc gì ạ? Kinh doanh, đầu tư và kiếm tiền, xây dựng sự nghiệp, thì cái Bí mật tư duy triệu phú là một cuốn sách rất hay mà các anh chị nên đọc. Đúng không? Trong đó tác giả đã phân tích ra rất nhiều cái tư duy khác biệt giữa những người thành công và những người chưa thành công. Thậm chí còn nó mang tính gì ạ? Đối lập luôn ạ. Vì vậy, nếu các anh chị mong muốn trở thành là những người thành công, thì các anh chị hãy học những tư duy của những người thành công, học cách làm của những người thành công. Đúng không? Phong đến nay thì cũng chưa được gọi là những người thành công và giàu có. Tuy nhiên là rất là may là Phong cũng đang có những cái tư duy, Phong tự nhận định là có những cái tư duy của những người thành công thông qua các lớp học phát triển bản thân, thông qua câu lạc bộ đọc sách, thông qua những cái cuốn sách, thì Phong cũng biết đến những cái tư duy vậy, thì có thể lên đây để có thể chia sẻ lại cho tất cả các cô chú, các anh chị và các bạn. Nếu như mà ai mong muốn học hỏi những cái tư duy đó thì có thể tham gia câu lạc bộ đọc sách cùng với lại bác sĩ Phong và những người bạn vào lúc 5 giờ sáng hàng ngày. Chúng tôi vẫn đọc những cái sách về phát triển tư duy, phát triển bản thân cũng như là kinh doanh và kinh doanh và đầu tư. Đúng rồi, chăm chỉ thì chưa chắc đã thành công đúng không ạ? Nhưng mà để thành công thì chắc chắn là các anh chị phải chăm chỉ rất nhiều, nhưng phải kèm theo sự thông minh. Cảm ơn Top Minh Niên. Hello chị Ngọc UET. Chị Ngọc UET ở Lai Châu đúng không ạ? Không biết năm nay bánh chưng nhân thịt đã về tới Lai Châu rồi đúng không ạ? Và không biết chị Bích Ngọc có sẵn sàng lên giao lưu với lại bác sĩ Phong cùng với lại các cổ đông UET trong buổi chiều ngày hôm nay ạ? Chị Ngọc là cũng là một thành viên trong câu lạc bộ đọc sách của chúng tôi. Và hôm nay chúng tôi đọc được cái cuốn sách cũng rất là hay. Đang đọc cuốn sách Dạy con làm giàu tập 4. Thì trong đó thì hôm nay có rất nhiều cái tư duy mà Phong nghĩ rằng là cũng rất hay. Bánh chưng chín rồi em nhé. Hay quá. Đang định lên Mộc Châu, Sơn La, Lai Châu để ăn Tết đây. Không biết là trên đấy có bánh chưng rồi thì chắc là có thêm em Phong nữa thì sẽ ngọt ngào cả năm. Đúng không chị Bích Ngọc? Đúng không ạ? Có bánh chưng rồi mà có thêm em Phong lên nữa thì là ngọt ngào cả năm luôn. Cảm ơn chị. Bác sĩ Phong cũng đang có kế hoạch lên trên Tây Bắc để đón Tết, nhưng mà không biết là có kịp lên kế hoạch cho chuyến đi hay không. Nên là cũng đang sắp xếp, tại vì cũng đang có một chút xíu công việc ở phòng khám cần phải xử lý. Lai Châu chào đón em Phong. Ok, cảm ơn chị Bích Ngọc rất là nhiều. Và các anh chị có thể thấy không ạ, chị Ngọc cũng là một người đã thay đổi rất nhiều cái tư duy sau khi tham gia câu lạc bộ đọc sách khoảng 2 tháng chưa chị Ngọc. Chị Bích Ngọc đã tham gia câu lạc bộ đọc sách được 2 tháng chưa ạ? Và trong đây thì Phong cũng nhận thấy là chị đã thay đổi rất nhiều, kể cả từ cách ăn nói, đúng không ạ, từ cách ngôn ngữ tư duy á, đã tăng trưởng hơn rất là nhiều. Và đặc biệt là bây giờ là xung phong đọc sách rất là mạnh, và cũng có thể tham gia vấn đề live stream. Và bác sĩ Phong thấy chị là Ngọc đang live stream với những nội dung rất là hay. Mới được có một tháng rồi ạ. Mới được một tháng mà em đã thấy là chị thay đổi rất nhiều từ những ngày mà chị mới đầu tham gia. Vẫn còn rất là rụt rè với tư duy của những người công nhân ở lâm trường sau khi được nghỉ hưu. Đúng không ạ? Thì chị cũng vẫn còn ai ngại, vẫn còn e dè. Đúng không ạ? Thế nhưng mà bây giờ thì đã mạnh dạn hơn rất nhiều khi tham gia câu lạc bộ của chúng tôi. Chị sẵn sàng rồi nhé. Ok, em sẽ mời chị Bích Ngọc lên đây cùng giao lưu với lại tất cả các cô chú, các anh chị và các bạn. Hình như không được mời chị Bích Ngọc rồi. Đấy, chặn Bích Ngọc UT có lẽ là vì sao đó. Đó, không vào được mời chị Bích Ngọc. Hiện nay thì có thể mời được Đặng Thanh này, Tô Thủy này, Ngô Hiền, Nhôm Đúc này, Liên Nguyễn này. À đây là Bích Ngọc, đây được rồi. Em sẽ thêm. Chúng ta cùng xem đón Tết ở trên khu vực Tây Bắc, Lai Châu có gì không nào? Hello, xin chào bác sĩ Phong.
Hay quá, đang định đi sắm Tết và đang đi đón Tết thì hôm nay lại có chị Vinh Ngọc đến đây đón Tết cùng với bác sĩ Phong. Xin chào bác sĩ Phong cùng tất cả quý cô chú anh chị trên gia đình Facebook của bác sĩ Phong cũng như là của Ngọc. Ngọc cũng vừa đi ăn Tết về, cũng vừa về đến nhà thì phải vào ngay để vào xem nhà bác sĩ Phong hôm nay đang có vấn đề gì. Và cũng từ chiều nay là Ngọc ở trên Lai Châu cũng bắt đầu đi ăn Tết nhà nọ nhà kia luân chuyển nhau. Và rồi là Tết tiết kiệm để gom cổ phần UET nhưng không thể thiếu được, vẫn phải đầy đủ. Và Và phong tục truyền thiết thống thì bị vẫn phải đầy đủ đúng không ạ? Nhưng đừng đúng để rồi. diện lãng phí là được ạ. Đúng rồi. Và rất chi là vui hôm nay được bác sĩ Phong mời giao lưu trong cái buổi chiều ngày 29 Tết. Thế thì Và trước khi được chia sẻ thì Ngọc xin được giới thiệu về bản thân. Thì Và Ngọc họ tên đầy đủ là Nguyễn Thị Bích Ngọc, sinh Và năm 1971, sinh ra, lớn lên và hiện tại vẫn đang ở tỉnh Lai Châu. Và Ngọc đang là hưu trí. Đấy, là hưu trí năm nay đã là hưu Ngọc trí cũng đã rồi nghỉ nhưng mà trông vẫn trẻ lắm. hưu. Vâng. Tuổi con số nó tuổi nó chỉ là con số thôi chứ nó không giải quyết được cái gì, quan trọng là cái tư duy. Và Cái tư duy của mình nó trẻ thì người nó sẽ trẻ thôi em ạ. đúng rồi, em nhớ có một câu là mới 25 tuổi nhưng mà tư duy ở 75, còn có những người 75 tuổi nhưng mà tư duy vẫn như những người 25 á, rất là Rồi, trẻ đúng ok, không ạ? Rồi. và rất chi là cảm ơn nhờ được thế này, là nhờ được giao lưu với cộng đồng UET và tham gia cho lão học mỗi ngày. Thì cái não nó không lão hóa thì cái người nó cũng không lão hóa. Đấy, quan điểm của chị người miền núi là như thế, là không biết có đúng hay không. Xin chào Nguyễn Xuân Toàn. Chắc là đúng rồi, em có nghe thấy chị nói đến là không lão hóa nhờ UST thì chị có thể giải thích hơn xem UST là gì không ạ? Tại vì em cũng chưa, em thì chắc là bác sĩ Thông thì rất là yêu mến UT thì là biết về UT rồi. Tuy nhiên là trong video này có rất nhiều các cô chú các anh chị xem mà chưa phải là cổ đông của UT thì chị có thể Xin giới chào thiệu Bình Ngọc. qua về UT của chị không ạ? Ok, thật sự là Ngọc rất chi là may mắn, rất chi là happy. Cảm thấy cuộc đời của Ngọc thật sự là may mắn khi Ngọc sau 30 năm đi làm thuê, nhờ đi học phát triển tư duy và nghiên cứu cái quyển sách trong cùng câu lạc bộ đọc sách buổi sáng 5 giờ, thì Ngọc mới biết là Ngọc 30 năm đi làm thuê mà 30 năm cứ tự hào là mình có một cái nghề ổn định. Và còn tự hào hơn với nhiều người là không có cái nghề ổn định nhưng mà té ngửa ra đó là 30 năm mình đi làm thuê. Đấy, thế thì trong quá trình Ngọc cũng như thời buổi công nghệ 4.0 rồi thôi, thì cũng lang thang vào mạng ở cái tuổi này chưa thể chơi được. Tại vì sau 30 năm đi làm thuê thì quay lại là tài sản mình chẳng có gì. Đấy, có cái nhà thì là có lúc còn phải đi nạp tài sản của ngân hàng. Thế nhưng mà rồi có được một cái xe máy, tài sản chả có gì ngoài hai cái thứ đó. Cho nên và với mức lương hưu là mình đang chi nhiều hơn thu. Thế là mình cũng lang thang lên mạng, lên Zalo, Facebook rồi là cũng gặp được em Hồng Nhung. Thì em chia sẻ cho mình một cái cơ hội tốt. Đến lúc đầu mình không dám đón nhận đâu. Mình cũng có suy nghĩ như rất nhiều người bây giờ, có tốt như thế, ngon như thế chắc không đến lượt mình, mà có cái số mình nó không được đâu. Thế nhưng mà khi mà 30 năm sập bẫy nghề nghèo. Đúng rồi em Xuân Toàn ạ. Tức là nếu như mình biết sớm hơn, mình được phát triển tư duy sớm hơn thì chắc chắn mình không làm thuê 30 năm đâu. Mình khẳng định với tất cả quý cô chú anh chị em trên mạng là Facebook là như vậy. Nếu như biết được về tư duy thì chắc chắn sẽ không đi làm thuê 30 năm. Tức là mình chỉ làm thuê cùng lắm một thời gian nào đó, xong mình dịch chuyển dần cái tiền của mình sang cái đầu tư để cho mình đỡ vất vả hơn. Với Ngọc bây giờ thì là tự do về thời gian nhưng mà tài chính thì chưa được tự do. Thì rất chi là cảm ơn em Hồng Nhung là trao cho mình cái cơ hội là góp vốn để nhận cổ phần của tập đoàn UST. Đây là cái sản phẩm công nghệ giao thông thông minh số 2. Đấy. Và nó giải quyết được những cái vấn nạn của giao thông bây giờ. Đó là vấn nạn về tai nạn này, về ùn tắc giao thông này, về ô nhiễm môi trường này, về cái ảnh hưởng đến hệ sinh thái này. Còn nếu như quý cô chú anh chị là mà muốn biết chi tiết, muốn biết rõ hơn thì chúng ta sẽ chia sẻ ở buổi livestream khác. Còn livestream hôm nay là buổi chiều 29 Tết thì thật sự là Ngọc cũng muốn chia sẻ cái niềm vui và cái tiết xuân tiết Tết của ở tỉnh Lai Châu với những người miền quê ở dưới đó. Thì trên này cũng có đầy đủ bánh chưng, thịt mỡ rồi đào rồi là tất cả các thứ đều có. Nhưng mà với quan điểm của nhà Ngọc, khi Ngọc hiểu được biết được tư duy và trong cái cơ hội vàng và cái tại thời điểm vàng kim cương này, thì Tết này của nhà Ngọc, Ngọc bảo với các con Tết này là Tết của mẹ con mình tiết kiệm để gom cổ phần UST ở cái thời điểm vàng, thời điểm kim cương. Và đặc biệt là khi mình đã sở hữu được tấm vé cá mập rồi và lại có cái ưu đãi khủng nữa thì mình phải tận dụng. Đó là cái cơ hội giúp cho chúng ta được tự do về tài chính, được cải thiện về tài chính. Đấy, Ngọc hiểu về UST là như thế, thì bác sĩ Phong thấy thế nào?
Vâng, thì đó chính là về UST rồi. UST thì viết tắt của từ gì ạ? Ulysses Sky Sting Technology, tức là công nghệ vận chuyển chuỗi. Đây là một cái hệ thống giao thông cấp 2 ở trên cao, sẽ vận chuyển hành khách và hàng hóa thông qua chuỗi các đoàn tàu. Các đoàn tàu này có thể là tàu vận tải container, cũng có thể là vận tải hành khách. Mô đun vận tải hành khách thì nó phụ thuộc vào tùy từng cái quy mô và nhu cầu, có thể từ 2 người cho đến 48 người, thì được gọi là công nghệ vận tải chuỗi thưa các anh chị. Và đây là một tập đoàn ở bên nước ngoài, có trụ sở tại Belarus và trụ sở tại Sharjah, UAE. Thì hiện nay thì tập đoàn đang phát triển các dự án ở trên toàn cầu. Rất nhiều các quốc gia đã ký kết hợp đồng hợp tác với lại tập đoàn. Thì đây là cái cơ hội mà Phong cũng đã biết đến từ 2018 rồi. Còn nếu các anh chị mà biết đến cơ hội này hoặc đã nghe ai đó nói đến cái dự án này, thì đây bác Phong cũng chưa nói một câu nào. Phúc cho ai biết đến cái cơ hội này và ra quyết định sở hữu cổ phần của tập đoàn. Thì đây là một cơ hội mà Phong thấy là vô cùng yêu mến. Vâng, chào chị. Chào chị Xuân Lê, chào chị Đinh Gấm và cảm ơn anh Nguyễn Xuân Toàn. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ giao lưu với chị Bích Ngọc, không biết là thời tiết ở trên Lai Châu thế nào, còn Hải Phòng thì bây giờ thời tiết đang nắng ấm và nhiệt độ cũng không gì ạ, không quá lạnh, giúp cho mọi người có thể đi chơi Tết và mua sắm Tết cũng rất là tốt. Còn không biết thị trường thì thời tiết ở trên Lai Châu thế nào chị Ngọc? Thời tiết ở Lai Châu bây giờ là thời tiết đang âm u như kiểu là sương mù ấy và rất chi là rét đấy, nhưng mà với thời tiết này thì những nhà mà đã chót mua nhiều thịt, mua nhiều, làm nhiều bánh chưng rồi thì không sợ đi thiêu thối. Nhưng mà À. với nhà mình ấy thì là Tết tiết kiệm, thì thời dù kể cả thời tiết nóng thì không vấn đề gì, nhưng mà thời tiết này thì nó hợp với thời tiết Tết đấy, rét một tí nhưng mà nó đúng với thời tiết Tết luôn đấy, cho nên là ở với thời tiết Phải tiết này thì kiệm mà. Thấy chị bảo năm nay vì sao Tết năm nay lại phải tiết kiệm mấy chị? đấy, lúc Thế nãy là mình chưa ba kể ba cái đâu. năm không được mua chi tiêu Tết, năm nay phải bung Tết lên chứ. Không, hẹn là một đôi năm nữa thì là Tết nó sẽ, tức là bây giờ là mình chỉ chi tiêu trong cái thứ mình cần. À. Và quan điểm chị nhắc với các con của chị khi mà học tư duy ấy, và ngay cái buổi học sáng nay ấy, đó là chỉ chi tiêu những cái thứ mình cần, đừng chi tiêu những thứ mình muốn. Tại À. vì cái thứ mình muốn là cái cảm xúc bất chợt, có thể lúc đó mình thích nhưng mà về nhà mình không thích nữa, mình mua về mình không dùng, mình vứt đi, nó lãng phí. Thì cái tiền đấy thì cớ gì mình không gom để mình tiết kiệm. Và đặc biệt bây giờ chị đang có tấm vé cá mập trong tay và chị cũng đang có cái phiếu ưu đãi, thì cái tiết kiệm đó là chị sẽ dịch chuyển sang để cho nó đẻ ra được nhiều hơn. Ví dụ hôm nay mình định mua một cái áo thì mình tiết kiệm đi, mình không mua cái áo ấy nữa, mình để 2 3 năm nữa mình mua hàng mấy trăm cái áo cũng được. Tại vì đồ mình vẫn đang còn, đó là cái điểm mình muốn chứ không phải là mình cần. Đấy, nếu như thực sự cần thì vẫn phải chi, nhưng mà nếu Và thực sự cảm thấy chưa cần thì cũng không nên chi trong cái vâng. Tết này đối với mẹ con nhà chị. Và chị cũng biết cái này là đối với rất nhiều gia đình, khi đã là đối tác của tập đoàn UT cùng góp vốn với ngài chủ tịch. À, đúng là có một câu rất hay của tỷ phú Warren Buffett là gì ạ? Nếu bạn cứ mua những thứ bạn không cần thiết, bạn cứ muốn mua những thứ bạn muốn thì một lúc nào đó bạn sẽ phải bán đi những cái thứ cần thiết của bạn, Đúng đúng rồi. không ạ? Vì vậy thì chúng ta cũng không quá keo kiệt trong vấn đề chi tiêu. Tuy nhiên mỗi lần chi tiêu các anh chị ấy suy nghĩ 2 lần hãng ra quyết định, đúng không ạ? Nếu như, những cái chi đó mà nó phục vụ cho cuộc sống, nó phục vụ cho nhu cầu của anh chị là thiết thực thì chúng ta cứ chi. Còn nếu những cái gì mà chi mà không cần thiết, lãng phí thì chúng ta hãy uốn lưỡi, hãy suy nghĩ 2 lần trước khi quyết định. Và Phong cũng muốn như vậy, đúng không ạ? Hãy là Rồi. dạng là những người chi tiêu thông minh ạ. Đúng rồi, chính xác luôn bác sĩ Phong. Tức là nhờ câu đọc sách là chị vỡ vạc rất chi là nhiều. Cảm ơn những nhà đã sáng lập ra cái câu lạc bộ đọc sách, và cảm ơn em Phong. Trong quá trình mà bọn chị được đọc sách và được em phân tích sâu, phân tích kỹ hơn, em là giỏi về mọi mặt, chị rất chi là ngưỡng mộ em. Một bác sĩ đa tài luôn và đa năng, và cũng rất chi là soái ca đấy. Cho nên là thật sự là em với tinh thần cho đi miễn phí rất chi là nhiều, cái gì em biết là em cho đi hết. Và có thể em vừa mới đọc hôm qua nhưng hôm nay ở câu lạc bộ em thấy cái này em cũng đã chia sẻ ngay, chị rất chi là hâm mộ và ngưỡng mộ em. Và chắc chắn chị livestream thì cũng là giờ thì xin thưa với quý cô chú anh chị đang theo dõi livestream này của bác sĩ Phong, cũng như là Ngọc được khách mời của bác sĩ Phong, thì lịch livestream của Ngọc là vào 19 giờ
30 hàng ngày. Nhưng hôm nay trong khí không khí Tết mà lại đi thì rẽ vào nhà bác sĩ Phong này, thì cái lịch livestream hôm nay là Ngọc sẽ tính vào cái giờ này luôn. Thì hẹn quý của chú anh chị là lại vào 19:30 ngày mai, đã chiều 30 Tết, thì chúng ta sẽ chia sẻ về không khí chuẩn bị đón Tết, đón giao thừa như thế nào trong cộng đồng UST, với cái mục tiêu là chúng ta sẽ giàu có, thịnh vượng và có nhiều cái tin vui đột biến trong năm 2023. Đấy. Cảm ơn chị Bích Ngọc đã ghé thăm Tết nhà bác sĩ Phong thông qua online, đúng không? Và hy vọng sắp tới nếu có dịp sẽ được lên Lai Châu với lại cùng với lại chị Ngọc là cổ đông của UST, và có rất nhiều các lời chào hỏi từ các cổ đông UST dành cho hai cổ đông vô cùng tuyệt vời chiều ngày hôm nay, chiều 29 Tết, đó là cổ đông bác sĩ Phong UST Hải Phòng và cổ đông chị Bích Ngọc UST ở Lai Châu, đúng không ạ? Xin cảm ơn tất cả các cô chú các anh chị đã vào tường Facebook của Nguyễn Trung Phong để giao lưu cùng với lại bác sĩ Phong UST Hải Phòng. Cảm ơn lời chúc tốt đẹp của Tasane. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Và thưa chị Ngọc, là năm nay thì không biết Lai Châu có bắn pháo hoa không ạ? Còn ở trên Hải Phòng thì chúng tôi năm nay có những 5 điểm bắn pháo hoa cơ. Và điểm bắn pháo hoa gần nhất nhà bác sĩ Phong chỉ cách bác sĩ Phong có 500-700 mét thôi. Đó là trung tâm nhà hát lớn thành phố Hải Phòng. Nếu các anh chị nào mà có điều kiện chưa về Hải Phòng đón Tết thì hãy vui lòng liên lạc với bác sĩ Phong theo số điện thoại 0985 406 888. Bác sĩ Phong sẽ ở đây ngày 29, 30 và ngày mùng 1. Sau đó thì mùng 2 lại trở về quê ăn Tết với lại ông bà nội ngoại. Thế thì nghe pháo hoa ở Lai Châu chị cũng có, nhưng mà chị cách đó 60 cây. Ồ, cũng hơi xa. Thế nhưng mà thôi, chị muốn xem pháo hoa ở Hải Phòng thì chị có muốn đề một đề nghị là muốn em là từ tối mai trước giờ giao thừa ấy thì em có thể phát livestream trực tiếp để cho những bạn bè của em 30.000 bạn bè khán giả rồi ở trên các mạng mà em đang chia sẻ có thể được sự ngắm cái pháo hoa của thành phố Hoa Phượng Đỏ, xem là có khác với những nơi khác không. Đấy. Chỗ chị cũng có nhưng mà cách chị 60 cây, mà cái thời tiết nó rét buốt thế này là chắc chị cũng không đi được. Ok. Thì... hôm nay thì Hải Phòng thời tiết rất đẹp và vẫn theo cái thời tiết này thì ngày mai là ngày sẽ đi xem bắn pháo hoa rất đẹp. Và nếu có thể thì tối mai bác sĩ Phong sẽ live stream trực tiếp khu vườn và khung cảnh bắn pháo hoa tại thành phố Hải Phòng để phục vụ tất cả cho tất cả các cô chú các anh chị là các fan hâm mộ của bác sĩ Phong UST Hải Phòng để chúng ta cùng xem bắn pháo hoa với nhau ạ. Và thưa các cô chú các anh chị, chúng ta cùng trao đổi trong một cái buổi chiều ngày hôm nay với một cái chủ đề là thay đổi tư duy, thay đổi cuộc đời. Năm mới rồi, chúng ta cùng thay đổi áo mới, đúng không ạ? Thay áo mới bên ngoài thì nhớ thay cả cái tư duy. Hãy đặt cho mình những cái mục tiêu kế hoạch trong năm 2023 thật là rõ ràng. Hãy viết ra mục tiêu của mình. Hãy viết ra mục tiêu của mình để các anh chị có thể bám vào cái đó để có thể có con đường tiến tới. Và bác sĩ Phong rất mong muốn tất cả các cô chú, các anh chị và các bạn sẽ thành công hơn trong sự nghiệp của mình trong 2023. Đặc biệt là gửi lời chúc sức khỏe và chúc thành công tới tất cả các đối tác quý của cổ đông của UST. Nếu các cô chú, các anh chị có mục tiêu lên top expert trong năm 2023, cũng như là mục tiêu của bác sĩ Phong và chị Ngọc ở đây, thì có thể gia nhập câu lạc bộ Team Thủ lĩnh Sáng Tạo với chúng tôi. Và Team Thủ lĩnh Sáng Tạo sẽ có 3 câu lạc bộ. Câu lạc bộ đọc sách vào lúc 5 giờ sáng cùng nhau. Đọc sách, hiện nay chúng tôi đang đọc bộ sách Dạy Con Làm Giàu, tập 4. Và sẽ tiếp tục đọc cái bộ sách này trong năm 2023. Chắc là với 12 tháng của năm 2023 thì chúng ta sẽ đọc tiếp được khoảng 10 cuốn là sẽ trọn vẹn được cái bộ sách Dạy Con Làm Giàu. Nếu các cô, các chú, anh chị mong muốn thay đổi tư duy, thay đổi những cái tư duy, trang bị thêm cho mình những cái tư duy, kiến thức về tài chính, kinh doanh và đầu tư, hãy đọc bộ sách đó. Bộ sách đó là bộ sách đã thay đổi hàng triệu người ở trên thế giới này, trong đó có bác sĩ Phong, đúng không? Vậy trong đó, nếu anh chị đọc một mình thì gì ạ? Sẽ rất là buồn. Nhưng mà nếu cái là chúng ta đi gì ạ? Đi cùng nhau, đọc cùng nhau thì cái việc đọc sách sẽ trở nên gì ạ? Ý nghĩa hơn, thú vị hơn và nhận được nhiều giá trị hơn. Và thưa các anh chị là cổ đông của UST, nếu các anh chị mong muốn phát triển đối tác thành công trong tập đoàn UST, hãy gia nhập với Team Thủ lĩnh Sáng Tạo chúng tôi.
Chúng tôi có câu lạc bộ thứ hai, đó là câu lạc bộ Internet Marketing. Ở đây chúng tôi sẽ hướng dẫn các cô chú, sẽ chia sẻ lại cho tất cả các cô chú, các anh chị những công thức, những cái bài, những cái mẹo mà chúng tôi đã thành công trong lĩnh vực Internet Marketing, đặc biệt là trên Facebook Marketing và YouTube Marketing. Và có thể năm 2023 chúng tôi sẽ triển khai thêm một kế hoạch, đó là TikTok Marketing. Nếu các anh chị là cổ đông của UST và mong muốn phát triển sự nghiệp đối tác với tập đoàn UST thì có thể inbox cho bác sĩ Phong để xin gia nhập vào team thủ lĩnh sáng tạo, để chúng tôi có thể trao cho các anh chị một cái quyền năng vô cùng lớn, đó là các công cụ Internet Marketing, giúp cho các cô chú các anh chị có thể tiếp cận được những khách hàng của mình một cách nhanh nhất, nhiều nhất, và từ đó các anh chị có thể có thêm những đối tác đồng hành cùng với các cô chú các anh chị trong phát triển sự nghiệp với tập đoàn UST. Đó chính là câu lạc bộ thứ hai trong team thủ lĩnh sáng tạo, được gọi là câu lạc bộ Internet Marketing. Và thưa các cô chú các anh chị, nếu các cô chú anh chị đã là những cổ đông của tập đoàn UT và đã có những cái hệ thống kinh doanh cho riêng mình, có những đối tác cho riêng mình rồi, bây giờ là thời kỳ chúng ta hãy chăm sóc, hãy quan tâm đến những cái đối tác của chúng ta để họ có thể hiểu hơn về tập đoàn, hiểu hơn về cơ hội phát triển cùng với lại tập đoàn. Và đó, chúng ta hãy kết nối với nhau thông qua một câu lạc bộ thứ ba thuộc team thủ lĩnh sáng tạo, đó là câu lạc bộ Zoom đào tạo. Chúng tôi sẽ gặp gỡ các anh chị trong buổi Zoom hàng tuần để chúng ta có thể tương tác trực tuyến với nhau. Chúng ta có thể gỡ cho nhau những cái nút thắt trong quá trình phát triển công việc của mình, cũng như là chia sẻ những cái công thức thành công mà những người ở trong tập đoàn, những người đi trước chúng ta, họ đã gặt hái được những cái thành công đó. Và cùng nhau chúng ta sẽ hỗ trợ những người đầu tư mới, những đối tác mới mà chưa hiểu nhiều về tập đoàn UST, thì qua đó chúng ta sẽ giúp các cô chú, các anh chị và các bạn, để các cô chú, các anh chị bạn có thể giúp lại các đối tác của mình. Với 3 buổi Zoom đào tạo hàng tuần, chúng tôi sẽ có buổi về khai mở tư duy, thay đổi tư duy và phát triển tư duy của các anh chị lên. Tôi sẽ tiếp tục. Xin cảm ơn. Chúng tôi sẽ tiếp tục trang bị cho anh chị một vấn đề thứ hai nữa, đó là gì ạ? Đó. Tập đoàn UT cho các anh chị những cái thông tin mới nhất về tập đoàn UT. Và thưa anh chị, đó là buổi Zoom thứ hai. Và buổi Zoom thứ ba là sẽ chia sẻ những cái công thức thành công khi các anh chị trở thành đối tác, và các anh chị có thể tham gia buổi Zoom đó trong các buổi tối hàng tuần. Hãy mời những người bạn của mình tham gia team thủ lĩnh sáng tạo, sinh hoạt trong một trong ba câu lạc bộ đó hoặc cả ba câu lạc bộ đó thì các anh chị. Vâng, cảm ơn Tuyệt chị vời. Bích Ngọc. Chị Bích Ngọc cũng Tuyệt vời là quá. một người đã tham gia team thủ lĩnh sáng tạo cùng với lại chúng tôi. Rất là mong chị năm 2023 sẽ phát triển, phát huy được cái năng lực của mình và đóng góp nhiều công sức hơn cho cộng đồng UT, cho team thủ lĩnh sáng tạo và cho ba câu lạc bộ mà bác sĩ Phong cùng với lại các cô chú các anh chị sẽ triển khai trong năm 2023. À, vâng, cảm ơn bác sĩ Phong và Bình A Phủ rất chi là nhiều khi Ngọc được học một một phần ba chặng cuối ở cái khóa 2 của lớp thì Ngọc cũng thấy bản thân mình là đúng là sáng tạo, đúng là phát triển, và rất chi là cảm ơn tất cả những leader đã tạo ra được một cái môi trường học tập giúp cho mọi người, tức là người người biết thì người chia sẻ, người chưa biết, và bàn tay lớn bắt bàn tay nhỏ để cùng nhau với mục tiêu làm sao lan tỏa được nhiều nhất cái giá trị của sản phẩm của tập đoàn UT, giúp cho mọi người mạnh bạo lên mạng xã hội chia sẻ để nhiều người được biết hơn. Với cái thời buổi công nghệ 4.0 này thì chúng ta lan tỏa trên mạng nó dễ dàng hơn, nếu như thiếu thông tin mà cập nhật mà chúng ta để mà truyền tải trực tiếp offline thì nó rất chi là khó. Chúng ta làm online thì cái lượng lan tỏa nó sẽ nhanh hơn và nhiều người biết hơn, chúng ta nói một câu nhưng hàng trăm hàng nghìn người biết. Đấy là Ngọc rất chi là cảm ơn bác sĩ Phong, cảm ơn Bình A Phủ cũng như là những người đã có tâm nghĩ ra được cái tầm, đấy là người những cái tầm nhìn xa. Đấy, đào tạo đi trước để giúp cho những người mới có đi ngắn cái con đường tới thành công hơn hơn. Tức là họ là những người đã mở đường rồi, chúng ta chỉ việc đi theo làm theo thôi. Vì họ là những người thành công, xin thưa với quý cô chú anh chị, bác sĩ Phong cũng như Bình A Phủ là một người rất chi là thành công.
rất chi là thành công, cho nên là Ngọc hoàn toàn tin tưởng và yên tâm khi follow bác sĩ Phong cũng như A Phủ Ngọc Bình. Đấy, cho nên là quý cô chú anh chị, Ngọc với cái tầm tuổi này rồi thì cũng phải tìm lựa chọn. Đương nhiên sự lựa chọn nào nó cũng có phải sự suy xét. Đấy, chúng ta cũng phải suy xét, nhưng với Ngọc đây là mẫu hình, Ngọc có thể đi theo suốt cái con đường cùng trong cái lan tỏa giá trị của tập đoàn UT. Đấy, Ngọc xin chia sẻ cái niềm tin của Ngọc với cái câu lạc bộ này là như vậy, và Ngọc mới join vào câu lạc bộ khoảng được 1 tháng thôi quý cô chú anh chị ạ. Nhưng mà Ngọc thì có cái tính là cứ không biết là cứ hỏi, và hỏi rất chi là nhiều, và có khi nhiều khi là mới học càng thấy mà mình ngu. Đấy, mình thì đọc ngu cho nó nhanh, nhưng mà bác sĩ Phong thì phải bảo là đọc là LGU, đúng không? Nó dài ra một chút. Đúng là càng học càng ngu quý vị ạ. Cho nên là không ai là biết tuốt, không ai là biết được tất cả. Nhưng mà chúng ta không biết không có tội, chỉ có tội cái là chúng ta không biết mà chúng ta lại giấu dốt, chúng ta lại sợ người ta nói mình là ngu. Cho nên không có gì là phải sợ hết, mọi người biết rồi thì còn là họ đi trước, họ tìm hiểu trước thì họ biết trước, còn mình tìm hiểu sau thì mình biết sau, không vấn đề gì cả. Và tư duy là không có tuổi tác. Và có một câu rất chi là hay mà Ngọc được ở bụng đọc buổi sáng hôm nay, đó là khi bạn thay đổi về tư duy thì cuộc đời của bạn sẽ được thay đổi. Đấy, nên là cái tư duy rất chi là quan trọng. Nếu chúng ta muốn có cái mới nhưng mà tư tưởng của chúng ta vẫn cũ như xưa thì chắc chắn chúng ta không có được cái mới đó. Chúng ta phải thay đổi tư duy, cái đầu phải thay đổi trước, sau đó mới đến có cái hành động. Chứ cái đầu mà còn chưa thông thì đeo bình tông nó cũng nặng, bác sĩ Phong ạ. À, cho nên Vâng ạ. là muốn mà không dám thì là không làm sao được. Hay quá, đúng là gì ạ? Đúng là phải thay đổi tư duy sẽ thay đổi cuộc đời. Đúng không ạ? Tư duy sẽ thay đổi khi chúng ta chịu ảnh hưởng bởi những cái tư duy từ bên ngoài lẫn bên trong. Câu lạc bộ đọc sách là sẽ trang bị cho các anh chị những cái thay đổi từ bên trong để các anh chị có thể gì ạ? Tự thay đổi chính mình. Và anh Xuân Toàn có comment là đọc sách cùng nhau sẽ biết thêm được nhiều hơn, sâu hơn là học một mình. Cảm ơn câu lạc bộ đọc sách. Vâng, chính xác thưa anh chị. Phong đó cũng đã đọc sách từ năm 2012, 13, nhưng mà toàn đọc một mình thôi. Nhưng mà khi tham gia vào cái câu lạc bộ đọc sách thì Phong cũng thấy rằng đây là câu lạc bộ giúp mình đọc được nhiều hơn. Và có câu là nếu các anh chị muốn đi nhanh thì anh chị đi một mình. Nhưng mà muốn đi được xa thì phải đi cùng nhau. Đúng không ạ? Đúng rồi. Nếu các anh chị muốn đọc sách nhanh hơn, có thể một ngày các anh chị đọc cả 100 trang. Đúng không ạ? Và Đúng câu rồi. lạc bộ chỉ đọc khoảng được 20-30 trang thôi. Nhưng quan trọng là các anh chị có thực hiện được đúng, đủ và đều như chúng tôi hay không mới là quan trọng. Trong câu lạc bộ sẽ trang trị cho anh vị ạ, thực hiện là đúng, đủ và đều. Đúng là đúng sách, đúng kiến thức và hiểu đúng ý nghĩa của cuốn sách đó. Đúng rồi. Sẽ trang bị cho các anh chị đủ các kỹ năng và công cụ để các anh chị có thể đọc sách hiệu quả. Và đặc biệt là gì ạ? Thúc đẩy các anh chị phải tham gia đều, rất đều các buổi đọc sách. Thì khi đó cứ kiên trì và kiên trì từng bước một như vậy, theo công thức đúng, đủ, đều thì chúng ta sẽ tới đích rất là xa. Đúng không ạ? Còn nếu Đúng rồi, mà đi nhanh, chưa chắc có thể tới đích được bằng chúng tôi đâu ạ. đúng rồi. Phần thưởng luôn luôn ở cuối con đường thưa anh chị, và hãy tin tôi đi, kiên trì đi, chúng ta sẽ thay đổi và gặt hái được rất nhiều thành công trong năm mới 2023, đúng không ạ? Và cảm ơn chị Bích Ngọc, cảm ơn cô Sa Hồng, cảm ơn anh Xuân Toàn, cảm ơn tất cả các cô chú các anh chị đã tham gia vào video buổi chiều ngày hôm nay, livestream giữa bác sĩ Phong UT Hải Phòng và chị Bích Ngọc ở Lai Châu, đều là cổ đông của UT và đều sinh hoạt trong câu lạc bộ đọc sách Team Thủ lĩnh Sáng tạo. Nếu các anh chị là các cổ đông UT mong muốn học hỏi những kỹ năng mới để có thể phát triển sự nghiệp của mình, đặc biệt là các kỹ năng trên Internet Marketing, thì có thể tham gia Team Thủ lĩnh Sáng tạo cùng với lại chúng tôi. Và chúng tôi rất mong muốn nhận được những cái comment, những cái góp ý cũng như là các bình luận của anh chị để các video tiếp theo bác sĩ Phong có thể là phục vụ các anh chị được tốt hơn. Nếu các anh chị mong muốn trở thành cổ đông của UST, có thể in liên lạc với bác sĩ Phong thông qua Messenger hoặc là gửi ebook cho bác sĩ Phong và chị Bích Ngọc để chúng tôi cùng hỗ trợ các anh chị trở thành là cổ đông của UT. Còn nếu các anh chị là cổ đông của UT rồi và mong muốn tham gia vào team thủ lĩnh sáng tạo cùng với chúng tôi, được sinh hoạt trong 3 câu lạc bộ: câu lạc bộ đọc sách 5 giờ sáng, câu lạc bộ Internet Marketing vào buổi sáng thứ hai, thứ tư, thứ sáu và câu lạc bộ Zoom đào tạo vào tối thứ hai, thứ tư, thứ sáu, thì hãy inbox cho tôi nhé.
Xin cảm ơn chị Bích Ngọc và xin chào tạm biệt tất cả các cổ đông. Xin chào tạm biệt tất cả các cô chú, các anh chị và các bạn. Xin Xin chào. hẹn gặp lại các cô chú, các anh chị trong video tiếp theo. Xin chào. Chúc bác sĩ Phong.